الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد أنت جي مسلم thân mến. Ngày hôm nay là ngày Raya, ngày Eid Fitri của Islam chúng ta. Ngày hôm nay là ngày vui của Islam chúng ta. Đây là ngày mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban phần thưởng cho tất cả những người Muslimin. Hỡi những người nào mà đã dâng lời Allah Subhanahu wa ta'ala nhịn chay tháng Ramadan và đã bắt chước theo sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hành lễ salat tarawih qiyam, hành lễ tarawih và qiyam ban đêm và xướng đọc thiên kinh Quran thật là nhiều trong tháng Ramadan, thì hãy mừng đi hỡi những người Muslimin. Đây là ngày Tết của chúng ta đó. Đây là ngày mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban phần thưởng cho chúng ta. Đây là ngày chúng ta đáng để mà mừng. Hãy mừng lên đi và hãy vui lên đi. Và làm sao không vui khi Allah Subhanahu wa ta'ala đang chuẩn bị phần thưởng để ban thưởng cho những người tuân lệnh Ngài và nghe lời của Ngài. Chúng ta nào có biết Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã khuyến khích chúng ta hãy đến với masjid thật là sớm, đến với nhiều hơn, đến với dưới cái barakat và cái rahmat của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đây xin báo chúng ta cái tin mừng mà Allah Subhanahu wa ta'ala dành cho những người nào đã nhịn chay vào ban ngày Ramadan và họ đã bắt chước theo sunnah qiyam và tarawih và ban đêm. Đó là sự tha thứ và sự hài lòng của Allah Subhanahu wa ta'ala. Đây là ngày mà Allah Subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi của những người Muslimin, và đây là ngày mà không có ngày mà Allah Subhanahu wa ta'ala cứu vớt họ khỏi ngục nhiều bằng cái ngày hôm nay, và có hadith nói như vậy. Và chúng sẽ báo chúng ta biết về cái phần thưởng mà Allah Subhanahu wa ta'ala dành cho những người nhịn chay. Và cái phần thưởng đó không phải là tự tôi bịa đặt đó, mà do Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chúng ta đã nói trong những cái hadith sahih. Thì chúng ta hãy nghe đây cái phần thưởng và hãy mừng đi, và đây là cái lời mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban đến cho chúng ta. Và cái người bất hạnh nhất trong ngày hôm nay, cái người bất hạnh nhất trong ngày hôm nay đó là người y đã nhịn chay xong Ramadan, y đã làm qiyam sunnah và ban đêm mà y vẫn tưởng rằng mình vẫn chưa được tha thứ. Đó là người bất hạnh nhất. Chúng ta hãy tin một niềm tin vững chắc rằng đây là ngày Allah Subhanahu wa ta'ala ban thưởng, và tội lỗi chúng ta trước kia đã được Allah Subhanahu wa ta'ala xóa sạch. Chúng ta phải tin như vậy, và chúng ta phải biết điều như đó, và hãy nghĩ về tốt về Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai nghĩ tốt về Allah thì người đó sẽ được tốt, và ai nghĩ xấu về Allah Subhanahu wa ta'ala thì y sẽ bị phải những điều mà y đã nghĩ. Thì hãy mừng và hãy tin rằng những gì Allah đã hứa và Nabi đã hứa nó đã được xóa sạch tội lỗi của chúng ta. Thì làm sao không vui khi Nabi sallallahu alaihi wasallam nói trong cái hadith trong hai bộ sahih Bukhari và Muslim: "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai nhịn chay Ramadan bằng cái niềm tin và lòng muốn phần thưởng nơi Allah Subhanahu wa ta'ala thì được xóa tất cả tội lỗi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai đứng hành lễ salat tarawih và ban đêm và qiyam và ban đêm được xóa bằng cái niềm tin và cái lòng muốn phần thưởng nơi Allah, được xóa tất cả tội lỗi mà y đã phạm trước đây. Đó là cái cơ hội thứ hai.
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ai đứng vào đêm Laylatul Qadr bằng niềm tin và lòng tin phần thưởng là Allah Subhanahu wa ta'ala thì y được xóa tất cả tội lỗi trước đây y đã phạm. Đó là ba cơ hội. Đó là ba cơ hội mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã hứa chúng ta. Chẳng lẽ điều đó chúng ta không tin rằng tội chúng ta đã được rửa rồi hay sao? Chẳng lẽ trong tháng Ramadan chúng ta đã không từng giơ tay lên Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hãy tha thứ cho bề tôi, là Allah bề tôi đã tao bạch sám hối trở về với Ngài. Đó là cái sự sám hối và đó là cái sự được Allah Subhanahu wa ta'ala tha thứ cho chúng ta rồi đó. Chưa hết. Chưa hết. Cái phần thưởng nó vẫn còn thôi, những người Muslimin thì nghe tiếp tục đây cái phần thưởng mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói trong cái hadith mà chính Allah Subhanahu wa ta'ala đã báo chúng ta những cái nô lệ của Ngài, thì chúng ta nghe đây cái phần thưởng mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã báo theo cái hadith do Ibn Hibban và Bayhaqi ghi lại. Thì vào cái đêm Laylatul Eid, vào cái đêm Eid thì có một nhóm Malaika đi khắp mọi nơi trên thế giới và họ reo lên, họ nói hỡi những người Muslimin, các người ngày mai hãy đi đến Masjid đi, ngày mai đi đến Musalla đi, đến nơi hành lễ Salat đi, đến đó đi Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi, đến đó đi Allah ban thưởng cho các ngươi, Ngài đang chuẩn bị phần thưởng cho các ngươi kia. Và cái âm thanh đó nghe được tất cả dạng vật ngoài từ loài jin và loài người không nghe được cái tiếng gọi đó. Thì chúng ta hãy nghe đây, cái phần thưởng mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban thưởng cho những người nào ngoan đạo, đã tuân theo lệnh của Ngài, làm theo sắc lệnh của Ngài đã bảo và đã nhịn và đứng hành lễ Salat mà như Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đứng hành lễ. Thì là Allah Subhanahu wa ta'ala mới nói: "Này hỡi malaika của ta, cái người mà nó hoàn thành xong cái bổn phận của nó, ta phải làm sao đây vậy nào? Cái người nô lệ mà nó đã hoàn thành bổn phận của nó xong rồi đó, ta làm gì đối với nó?" Thì Malaika của Allah Subhanahu wa ta'ala mới nói: "Lại thượng đế của bề tôi, Ngài phải ban thưởng cho họ, Ngài phải ban thưởng cho họ." Thì nghe đây cái phần thưởng mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban thưởng cho họ. Allah phán, đây là cái hadith Qudsi: "Inni ushidukum anni ja'antu thawabahum min suyamihim shahri ramadhan wa qiyamihim ridai wa maghfirati in sarifu maghfiratan lakum qad ardaytumuni wa raditu ankum." Thì Allah Subhanahu wa ta'ala này hỏi Malaika của ta: "Các ngươi hãy làm chứng cho ta đây, ta đã biến cái phần thưởng dành cho họ bằng cái sự nhịn đứng hành lễ Salat kỳ giam của họ và sự nhịn chay của họ bằng cái sự hài lòng và sự tha thứ của ta, bằng sự hài lòng và sự tha thứ của Allah. Các ngươi hãy đi đi, ta tha thứ các ngươi đã làm cho ta hài lòng rồi và ta đã hài lòng về các ngươi." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Chưa hết. Phần thưởng Allah Subhanahu wa ta'ala và chỉ những trai vẫn chưa hết. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith trong Musnad Imam Ahmad từ Am Abdullah bin Amr radiyallahu anhu kể: "Quran, hãy những người nào đọc Quran đã hết trọn quyển thiên kinh Quran và ban đêm của Ramadan, cầu xin Allah ban barakat vào cái lời đọc đó của anh và mỗi giờ khắc anh đã ngồi đó mà đọc. Và những ai đã nhịn chay vào ban ngày của Ramadan thì nghe đây cái phần thưởng mà Allah Taala dành cho ngày Qiyamah. Quran và sự nhịn chay, hai điều đó nó sẽ đứng trước Allah Subhanahu wa ta'ala biện hộ cho cái người nào đã nhịn chay và đã đọc nó. Quran nó nói, cái sự nhịn chay nó nói: "Lại Allah, bề tôi đã cấm nó ăn vào ban ngày và cấm nó ham muốn tình dục bên cạnh người vợ rất là đẹp, nhưng với dục vọng rất là muốn, nhưng Allah Subhanahu wa ta'ala không cho phép gần vợ rồi ban ngày Ramadan và anh ta đã ngưng. Bề tôi đã cấm không cho y ăn thức ăn vào ban ngày và không cho y giải quyết cái tình dục của mình vào ban ngày. Lại Allah, cầu xin Ngài hãy tha thứ cho y." Còn Quran nó nói là: "Allah, bề tôi đã cấm không cho y ngủ vào ban đêm, thì cầu xin Ngài hãy tha thứ cho y." Và Nabi sallallahu alaihi wasallam cả hai điều đó nó đã cầu xin như thế cho đến khi Allah Subhanahu wa ta'ala hài lòng với cái người đó. Đó là phần thưởng mà Allah Subhanahu wa ta'ala dành cho họ đó, vẫn chưa hết. Hơn nhiều Muslimin, phần thưởng của Allah Subhanahu wa ta'ala dành cho họ còn nhiều hơn thế nữa. Chúng ta quên hay sao? Allah Subhanahu wa ta'ala là đấng rất mực rộng lượng, Ngài rất là hào phóng
đối với cái nô lệ nào dâng lời Ngài. Và cái phần thưởng này dành cho họ không có giới hạn về cái định lượng của nó. Đặc biệt là những cha Ramadan, cái sự định lượng nó không có. Và cái kho tàng mà cái phần thưởng Allah dành cho họ không phải là ít, mà tất cả các tầng trời và trái đất nó là cái phần thưởng mà Allah sẽ dành cho họ. Ngài sẽ ban như thế nào tùy thích, và Ngài hài lòng về họ và tha thứ cho họ, đó là điều quan trọng nhất. Và rahmat của Allah sẽ chùm đến chúng ta. Và một cái hadith khác, hỏi những người nào mà chưa hoàn thành bổn phận của mình trong tháng Ramadan, đã bỏ lỡ nó vì một cái lý do nào đó, chúng ta không muốn hay một cái lý do như thế nào đó, bất cứ lý do gì, thì cơ hội trở về Allah vẫn còn. Cơ hội trở về Allah vẫn còn. Không phải chỉ có Ramadan không, mà ngoài Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala vẫn tồn tại, thì chúng ta vẫn còn cơ hội trở về với Ngài. Trong một cái hadith Sahih Bukhari và Muslim ghi lại, thì Allah subhanahu wa ta'ala phán về cái hadith Kursi, có một nô lệ của ta phạm tội. Im bây giờ ta lại nói, là Allah, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bệ tôi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán, nô lệ của ta nó đã phạm tội, và nó biết rằng y có một thượng đế xóa tội và tha thứ tội lỗi cho y. Và sau đó nô lệ đó phạm tội lại lần thứ hai, và y giơ tay lên nói là Allah, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán, nô lệ của ta y đã phạm tội, và y biết rằng y có một thượng đế tha thứ và xóa tội lỗi cho y. Và cái nô lệ đó lại tiếp tục phạm tội lần thứ ba, tức là y đã sám hối rồi trở lại phạm tội nhiều lần như thế. Thì Allah subhanahu wa ta'ala vẫn nói như vậy, nô lệ của ta y đã phạm tội, và y biết được rằng y có một thượng đế tha thứ và xóa tội lỗi cho y, thì y cứ việc làm gì y muốn đi tha thứ tội lỗi cho y rồi đó. Đây là Sahih Bukhari và Muslim. Hỏi những Muslimin, chúng ta còn muốn gì hơn khi được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi cho chúng ta? Cái niềm vui của Ngài hôm nay không phải là chúng ta mặc đồ mới. Niềm vui của Ngài không phải hôm nay không phải là chúng ta được ăn mặc đẹp, hay là ăn ngon, hay là chúng ta tự do trở lại ăn uống. Đó chỉ là một trong những niềm vui mà Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta mà thôi. Ramadan tuy nó đã đi qua rời khỏi chúng ta từ ngày hôm qua, nhưng cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala vẫn tồn tại chúng ta mãi mãi và không bao giờ dứt. Cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala bao trùm tất cả mọi thứ, và anh là một thứ trong tất cả mọi thứ mà Allah subhanahu wa ta'ala bao trùm cái rahmat của Ngài đó. Wa rahmati wasi'at kulla shay, và lòng khoan dung và lòng tha thứ thương xót của ta bao trùm tất cả mọi thứ. Thì con người chúng ta là một thứ trong những cái thứ đó mà Allah subhanahu wa ta'ala bao trùm rahmat. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói trong hai bộ Sahih Bukhari và Muslim, inna Allah kataba indahu fawqa arshi inna rahmati sabaqat ghadabi. Thì cái hadith này Nabi sallam nói Allah subhanahu wa ta'ala đã định trong cái quyển sổ mẹ dưới trên cái ngai dương của Ngài, trên cái arsh của Ngài, rằng cái sự rahmat, cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala luôn đi trước sự giận dữ của Ngài. Nếu như một người nô lệ nào đó họ phạm tội, cho dù họ phạm tội tày trời như thế nào, thì nếu như Allah muốn trừng phạt họ, thì cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala nó sẽ đi trước bao trùm cái người đó, mong rằng Allah sẽ trở lại sám hối, chấp nhận cái sự sám hối của cái người đó. Chẳng phải đó là thượng đế của chúng ta hay sao? Chẳng phải đó là sự tha thứ và rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala hay sao? Và một cái hadith khác trong hai bộ Sahih Bukhari Muslim, từ ông Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói Allah subhanahu wa ta'ala chia cái rahmat của Ngài ra là 100 phần. Chúng ta hãy nghe đây hả những người Muslimin, đây là cái niềm rahmat mà không bao giờ mà nó bất tận đối với người mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala dành cái hưởng đặc biệt nhất dành cho những người mu'min vào ngày Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala chia cái rahmat của Ngài ra là 100 phần nhỏ, và Ngài giữ bên cạnh Ngài 99 phần. Ngài đưa xuống trần gian này một phần một duy nhất, và một phần đó đó tất cả mọi vật và dạng vật đều thương yêu và đều thương xót lẫn nhau. Kể cả con vật nó phải dở chân lên, nó không dám, nó sợ rằng nó sẽ dẫm lên con của nó. Thì cái lòng thương xót của mẹ dành cho con là trong cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala, hay là tình thương của một người nào đó dành cho một người nào đó thấp kém hơn mình, thì đó là trong cái lòng rahmat mà Allah đã ban xuống. Và cái tình thương của người bác sĩ dành cho người bệnh của mình, thì đó cũng là một trong cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì tất cả mọi thứ mà rahmat xảy ra trong trần gian này, từ ngày tạo thiên lập địa cho đến ngày Qiyamah, đều nằm trong một cái rahmat, trong 100 cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala. Ngài giữ 99 cái rahmat đó lại dành riêng ban thưởng cho những người mu'minin vào ngày Qiyamah. Ngài dành riêng thưởng cho những người mu'minin vào ngày Qiyamah, những người nào đã có niềm tin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Trong một lần Nabi sallallahu alaihi wa sallam và một cái hadith này là do ông Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kể lại trong Sahih Bukhari và Muslim. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam thấy cảnh tượng một người phụ nữ. Bà ta đang chạy tìm con của mình thất lạc trong trận chiến. Thì khi thấy con của mình thì bà ta ôm vào lòng và bà ta cho con mình bú. Và Nabi sallallahu alaihi wa sallam thấy cảnh đó, Nabi nói: các ngươi nghĩ sao? Các ngươi có tin rằng cái người mẹ đó nó ném con mình vào lửa trở lại hay không? Thì sao bà mới nói: không, thưa Rasul, con nó không bao giờ, tại bà ta có khả năng bảo vệ nó, bà ta sẽ không bao giờ ném. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Lallahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi walidiha. Allah subhanahu wa ta'ala thương yêu đám nô lệ của ngài còn hơn cả tình thương của người mẹ dành cho con. Có một vị Salihin, có một vị ngoan đạo, ông ta đã đùa, ông ta nói: lại Allah, ngài biết rõ rằng mẹ của bề tôi là người thương yêu bề tôi nhất trên đời này. Và bề tôi biết rõ rằng ngài là đấng thương yêu bề tôi hơn cả mẹ bề tôi thương yêu bề tôi, hả Allah? Vậy đó mà mẹ bề tôi không bao giờ muốn cho bề tôi bị trừng phạt hay là bị tiêu diệt. Chẳng lẽ ngài, hả Allah, lại muốn cho bề tôi bị như thế hay sao, trong khi ngài là đấng thương xót nhất trong tất cả những ai trên đời này tỏ lòng thương xót? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Wa lillahi alhamd. Hỡi những người Muslimin. Và một cái hadith khác do Sahih Muslim ghi lại, Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Yaji'u yawmal qiyamah nasun minal muslimin lahum dhunubun ka amsalil jibal fayaghfiruha Allahu lahum. Vào ngày tận thế, có một nhóm người Muslimin sẽ được dắt đến trước Allah subhanahu wa ta'ala. Tội lỗi của họ như những cái quả núi rất là to, tựa như những quả núi, tất cả được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ sạch sẽ. Chỉ cần họ câu trong lòng họ có sự tôn thờ Allah duy nhất, không có shirik với ngài. Đó là rahmat mà Allah subhanahu wa ta'ala dành cho đám đô lệ của ngài hoàn thành bốn phận của mình, đặc biệt là tháng Ramadan mà chúng ta đang được nói đây. Và vào ngày Kiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bảo những người mu'minin sẽ được đưa lên gần Allah subhanahu wa ta'ala gần đến mức có thể. Và Allah subhanahu wa ta'ala lấy cái kafan của y bao trùm y xung quanh, chỉ y với Allah subhanahu wa ta'ala đối diện, mặt đối mặt, và nói và trả lời. Thì Allah subhanahu wa ta'ala hỏi: này, hỏi nô lệ của ta, ngươi còn nhớ vào ngày này mà ngươi đã làm tội này, tội này, tội này vào cái nơi này hay không? Thì cái nô lệ nó nói là: Allah, bề tôi có. Thì Allah mới kể tiếp: còn cái tội lỗi như thế này ngươi đã làm trong ngày này và ngày này có hay không? Thì cái nô lệ nó lại: Allah, dạ có. Thì cái người đó cứ cúi đầu nói: dạ có, dạ có. Chứ đến khi cái người đó nói rồi, mình sẽ bị ném vào quả ngục, mình mất cơ hội rồi, mình không còn cơ hội trở về thiên đàng nữa rồi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán: Satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm. Ta đã che giấu nó cho nhà ngươi ở ngày ở trần gian này, và ngày hôm nay ta tha thứ cho các ngươi. Đó là sự rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala ngày ban cho chúng ta đó. Cái rahmat của Allah nó bao trùm với tất cả mọi thứ. Nhưng vậy đó, vậy đó mà vẫn có một số người Muslimin họ vẫn dừng tháng Ramadan. Họ xem Ramadan chẳng là cái gì đối với họ. Họ bất cần đến Ramadan. Trong khi Ramadan là tháng mà Allah subhanahu wa ta'ala dành cái rahmat của ngài nhiều hơn cả tất cả những cái ngày khác. Và sự tha thứ của ngài không có bằng ngày nào, bằng những cái ngày nào trong tháng Ramadan. Và Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ mỗi một ngày trong Ramadan. Và mỗi một đêm Allah sẽ lấy một nhóm người rời khỏi quan ngục của ngài. Và cái người bất hạnh nhất là cái người không chịu hoàn thành bổn phận mình trong tháng Ramadan. Đó là người bất hạnh nhất mà giống như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã bảo. Thì hỏi những người Muslimin, hỏi những người hoàn thành bổn phận của mình với Allah, thì ngày nay là ngày vui, chúng ta hãy vui đi, hãy vui lên, vì chúng ta đã được Allah subhanahu wa ta'ala hứa hẹn và đã tha thứ tất cả chúng ta rồi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Hãy bảo chúng đi, hỏi Muhammad, với cái thiên lọc và sự khoan dung của Allah subhanahu wa ta'ala, các ngươi hãy vui hưởng đi, đó là điều tốt đẹp nhất mà các ngươi thu gom được nó.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى أصحابه ومن سلك بسبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد thân hữu Muslimin, thì nhân cái sự tập trung và ngày vui chúng ta thế này thì chúng ta sẽ trở lại với cuộc sống của mình vào cái ngày hôm nay, vào cái ngày sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bươn trải và đối diện với cuộc sống của mình, tìm kế sinh nhai và tìm kiếm cái rizki và cái bổng lộc của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì một lời khuyên dành cho tất cả chúng ta, một lời khuyên dành cho tất cả chúng ta là chúng ta hãy kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala mà hãy làm ăn một cách chân thật. Làm ăn một cách chân thật, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng đồng tiền sẽ mang lại hạnh phúc, và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều tiền, chúng ta sẽ được thỏa mãn. Không bao giờ. Nếu như có tiền sẽ mang lại hạnh phúc thì người giàu đã lấy hết tất cả hạnh phúc của những người nghèo rồi. Và nếu như được thỏa mãn mức bằng đồng tiền thì kể như người giàu nó thỏa mãn hết thì người nghèo không có gì để mà thỏa mãn. Không phải như vậy hả những người Muslimin? Chúng ta hãy chân thật và hãy biết rằng cái rizki không phải do chúng ta tự mình kiếm được nó, mà do Allah Subhanahu wa Ta'ala ban nó đến cho chúng ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói trong một cái hadith là do Ibn Majah ghi lại, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với ý nghĩa hỡi mọi người hãy kính sợ Allah. Đó là hãy nhớ nói về cái lòng taqwa. Chúng ta đã xong, vừa tốt nghiệp xong cái một tháng taqwa rồi đó. Chúng ta đã vừa xong một cái tháng taqwa rồi đó. Thì hãy đừng để cái lòng taqwa này để bị lu mờ hay để bị bớt giảm hay là bị như thế nào. Hãy giữ nó tròn nguyên giống như ngày hôm nay vậy. Các ngươi hãy kính sợ Allah mà làm ăn cho đàng hoàng. Quả thật mỗi cơ thể sẽ không bao giờ chết. Chúng ta hãy nghe rõ khúc này. Mỗi cơ thể sẽ không bao giờ chết cho đến khi nào y nhận đủ bổng lộc mà Allah đã ban cho. Cho dù nó có đến muộn, cho dù nó có đến muộn nhưng rizki sẽ không bao giờ mất, nó sẽ đến đủ như Allah đã định cho chúng ta trước đây. Và các ngươi hãy kính sợ Allah mà làm ăn cho đàng hoàng, và hãy lấy những gì halal và hãy bỏ đi những gì haram. Chúng ta hãy quan trọng đến cái barakah. Chúng ta đừng có tưởng có nhiều tiền là hạnh phúc. Không phải, cái barakah mới là cái hạnh phúc. Cái barakah mới là cái hạnh phúc. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói cái hadith khác do Imam Muhammad wa Nasa'i wa Darimi ghi lại. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith ý nghĩa cái cuộc mua bán nó có sự lựa chọn. Cả hai người có sự lựa chọn mua hay là không mua, bán hay là không bán. Nếu như cả hai người bán và người mua thật lòng với nhau, tức là buôn bán đàng hoàng, không có lừa dối trong cái việc mua bán đó, cái đó là có món hàng từ đâu và nó đến như thế nào, nó rõ ràng như vậy, thì người đó sẽ được ban barakat vào cái món tiền mà y đã nhận, và người kia được ban barakat vào cái món hàng y đã mua. Còn nếu như cả hai có sự lọc lừa và gian dối, nếu như cả hai có sự lọc lừa và gian dối, người kia muốn gian dối, lừa gạt người này và người này muốn lừa gạt người kia, thì Allah Subhanahu wa Ta'ala xóa đi cái barakat trong đó. Thì cả hai được quà không được barakat, và người nhận tiền cũng không có barakat. Chúng ta đừng tưởng barakat nó đơn giản. Có một việc là mà ông ta thường xuyên cầu xin, và ông ta luôn cầu xin Allah ban barakat cho những gì Ngài đã ban cho bề tôi. Allah, cầu xin Ngài hãy ban barakat cho những gì Ngài đã ban cho bề tôi. Thì người ta mới hỏi tại sao ông chỉ cầu xin mỗi có một câu đó. Thì ông ta mới nói nếu như Allah Subhanahu wa Ta'ala ban barakat vô một cái điều gì đó cho nô lệ của Ngài thì kể như y đã chiến thắng. Nếu như Allah Subhanahu wa Ta'ala ban barakat vô người vợ thì người vợ sẽ là người vợ Salih. Nếu như Allah Subhanahu wa Ta'ala ban barakat vô người con thì đó là người con hiếu thảo. Nếu như Allah Subhanahu wa Ta'ala ban barakat vô đồng tiền, đó là đồng tiền giúp ích của y. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala ban barakat vô cái sức khỏe thì y sẽ rất là khỏe, không bao giờ bệnh. Và nếu Allah ban barakat vô thứ gì mà Allah đã ban cho y thì đó là y đã chiến thắng. Có một câu chuyện, và câu chuyện này ulema họ thường kể cho nhau nghe, và đó là câu chuyện xảy ra thời hiện tại của chúng ta, không có xa vời, không phải là thời của Sahaba, không phải là thời mà nó diễn ra mà trước chúng ta, mà đó là thời ngay thời đại của chúng ta như thế này. Có một nhân viên ngân hàng, anh ta làm việc ở trong ngân hàng, lãnh lương hàng tháng là 30.000 riyal. Anh ta lãnh lương hàng tháng là 30.000 riyal, số tiền rất là lớn. Anh ta làm khoảng thời gian từ 7 cho đến 10 năm thì nó rất là dài trong cái ngân hàng.
Nhưng gia đình của anh ta và bạn bè của anh ta đã khuyên anh ta bỏ đi cái việc làm đó, tại vì nó có riba, nó có lời lãi trong đó. Nhưng đồng tiền anh ta kiếm được rất là nhiều thì anh ta ban đầu anh ta không đồng ý. Thì anh ta đã cố gắng làm cái công việc đó và lãnh số tiền rất là lớn, 30.000 riyal rất là lớn. Nhưng anh ta thiếu một khoản nợ, anh ta trả hoài không hết, trong khi số tiền nhận hàng tháng rất là nhiều. Nhưng mà khoản nợ anh ta thiếu, trả hoài không hết. Cho đến khi anh ta được người nhà khuyên và anh ta quyết bỏ cái việc làm haram đó, thì anh ta đi làm một công việc khác. Nó chỉ nhận được có 1/3 số lương anh ta nhận trước đây, 1/3 thôi. Và một năm sau đó thì những người bạn bè anh ta hỏi, chứ bây giờ anh cảm thấy như thế nào? Thì anh ta nói, wallahi, và xin thề với Allah, tôi chưa từng cảm giác thoải mái và nhẹ lòng từ khi tôi bỏ đi cái việc làm trong cái ngân hàng đó trước đây. Cái số tiền mà tôi kiếm được á, nó ít, nhưng mà tôi đã trả được cái khoản nợ tôi đã thiếu trước đây. Và tôi đã rất là hài lòng về những gì tôi đang có, trong khi trước đây tôi không có cảm giác như thế. Thì cái barakat nó nằm trong cái đồng tiền, nó đang quan trọng hơn là những gì chúng ta có. Nếu chúng ta có tiền rất là nhiều mà không có barakat, Allah sẽ cho chúng nó hết rất là nhanh. Vợ chúng ta bệnh, con chúng ta bị bệnh, hoặc là chúng ta sẽ gặp phải những cái khó khăn, gặp phải những cái tai ương, đồng tiền nó sẽ chi cái rất là nhanh chóng, chúng ta sẽ không biết được nó đi ra đường như thế nào. Nhưng nếu như đó là đồng tiền barakat, chúng ta sẽ không bị bệnh, vợ chúng ta sẽ rất là khỏe, con của chúng ta sẽ rất là ngoan. Đó là đồng tiền barakat mà chúng ta đã thấy được nó. Hỏi những người nào làm thu thập những đồng tiền haram, bao năm nay anh đã tồn tại được những gì? Tự mình hãy xem xét về cái điều đó. Đó là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai dành cho những chị em phụ nữ Muslimin, đó là ăn mặc hãy kín đáo. Có một số người khi mà họ ở trong xóm cùng những người Muslimin thì họ ăn mặc rất là đẹp và rất là kín đáo. Nhưng khi cần họ rời khỏi xứ của mình hoặc là đi lên xa thì không bao giờ phân biệt được họ là người Muslim hay là không phải là người Muslim. Chúng ta hãy biết rằng người Chăm á, chỉ là một cái dân tộc, nó không giá trị đối với Allah. Cái dân tộc nó không có giá trị đối với Allah, mà cái giá trị đối với Allah subhanahu wa ta'ala đó là lòng tất qua. Lòng tất qua của các cô kìa, của các chị em kìa. Hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala mà ăn mặc kín đáo, cho dù chúng ta không có ai bên cạnh chúng ta, cho dù chúng ta chỉ ở một mình là người Muslim, thì hãy biết rằng mình là người Muslim. Hãy ăn mặc kín đáo vì kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, có hai nhóm người mà ta chưa từng thấy trong thời đại của ta. Có hai nhóm người mà Nabi nói chưa từng thấy xảy ra trong thời đại của Nabi. Một trong hai nhóm người đó là người phụ nữ ăn mặc mỏng, mà Nabi nói giống như chuồng. Không phải là họ không mặc quần áo, mà họ mặc quần áo mà Nabi nói họ không mặc quần áo. Tại vì họ mặc mỏng thấy được những cái cơ thể ở bên trong, hoặc là họ mặc bó thấy được cái phần nổi của phần cơ thể của họ. Thì Nabi nói ta chưa thấy những người như thế trong thời đại của ta. Và những người phụ nữ mà họ cố tình họ đi nghe một nhóm người nào đó, họ cố tình tạo ra âm thanh, hoặc họ cố tình làm một cái điều gì đó cho mọi người chú ý đến họ. Và họ búi tóc, họ búi tóc cao lên trên đầu như thế này. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam, cái nhóm người đó đó, một trong hai nhóm người, thì nhóm người phụ nữ đó đó không được vào thiên đàng, không được ngửi mùi thơm của thiên đàng. Trong khi mùi thơm của thiên đàng nó bay rất là xa và nó rất là lâu. Có một hadith Nabi nói nó giữ lời 40 năm cho đến 100 năm cái mùi thơm của thiên đàng, nhưng những người đó không ngửi được mùi thơm của thiên đàng. Thì cái lời khuyên chân thành đến cho tất cả những người Muslimin, đến cho tất cả những chị em Muslim, đây là thiên thật lòng vì Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta hãy sợ Allah, chúng ta hãy sợ Allah, chúng ta hãy là một người bảo vệ bản thân của mình. Allah đang bảo vệ chúng ta, mà chúng ta tự mình rời khỏi cái dòng bảo vệ của Allah thì chúng ta đừng trách khi chúng ta sẽ trở về gặp với Allah subhanahu wa ta'ala. Nếu mình tự mình lọt đi cái phần mà Allah đã bảo vệ chúng ta thì chúng ta sẽ gặp phải những cái tai ương. Chẳng phải rằng cái những cái điều haram nó xảy ra xung quanh chúng ta là từ những cái điều haram mà nó đã bày ra trước mặt những người khác hay sao? Lời khuyên thứ ba và lời khuyên cuối cùng của bà khutbah ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày vui, ngày đáng để chúng ta vui. Thì lời khuyên dành đến tất cả những Muslimin nam cũng như những người chị em Muslimin nữ, chúng ta đừng để bất cứ cái gì nó cản trở niềm vui chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là cái sự khó chịu giận hờn. Hãy bỏ hết cái giận hờn trong lòng mình ra khỏi ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày vui của mình. Ngày chúng ta phải đáng lẽ là phải vui. Bất cứ một người nào khi là người Muslim chúng ta gặp họ, tay bắt mặt mừng, phải ôm nhau, phải cái lòng chúng ta đến với họ trước khi bàn tay chúng ta chạm vào họ.
Tại vì ngày chúng ta đáng phải thể hiện niềm vui của mình. Đừng bao giờ giận bất cứ một người Muslimin nào trên đời, mà hãy vui cho thật là nhiều. Và một cái khuyến cáo nguy hiểm hơn nữa, nếu như chúng ta còn giận một ai đó mà Ramadan nó vừa qua, thì cái Ramadan vừa xong đó, cái ân phước mà chúng ta vừa nghe trong bài khutbah này đó, nó sẽ bên cạnh chúng ta cho đến khi nào chúng ta hết giận người Muslim của mình. Đừng để nó bên cạnh chúng ta, đừng để cái Ramadan nó bên cạnh chúng ta nữa, mà hãy nói cho được trình lên cho Allah subhanahu wa ta'ala, mà hãy vì Allah mà tha thứ cho tất cả những Muslimin. Yusuf alayhi salam đã tha cho anh em của mình khi họ đã muốn giết Yusuf. Khi các anh của mình đã thể hiện cái sự lỗi của mình trước Yusuf, thì nhà bị Yusuf alayhi salam mới nói la tasriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ngày hôm nay không còn bắt tội các anh nữa. Ngày hôm nay là ngày vui, không còn bắt tội một ai đã gây lỗi lầm cho chúng ta nữa. Ngày nay là ngày chúng ta phải mừng, phải vui vì Allah Sala đã tha thứ cho chúng ta rồi. Thì đừng bao giờ giận một người Muslimin nào trên đời này nữa. Ngày hôm nay không còn tha thứ, không còn giận các anh nữa, Allah sẽ tha thứ cho các anh. Ngài là đấng khoan dung độ lượng nhất đối với Ngài, tỏ lòng khoan dung. Và Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam chúng ta sau khi đã trở về Makkah, khi Ngài đứng lên trên bệ cao của Kaaba, và trước mặt Nabi là những người Quraysh, những người đã từng mắng Nabi, chửi Nabi, giết Nabi, đánh đập Nabi, hành hạ Nabi, đuổi Nabi ra khỏi xứ sở Makkah. Họ đứng trước mặt Nabi gục mặt và họ run từng tấc thịt, họ sợ rằng họ sẽ bị chém hết tất cả. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hỏi: các ngươi muốn ta xử sự các ngươi như thế nào? Các ngươi muốn ta xử sự với các ngươi như thế nào? Thì họ nói: hỏi Muhammad, ngươi là người anh em tốt, là người con tốt. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói: tất cả mọi người hãy đi về hết đi, tất cả các ngươi được tự do, đi về hết. Nabi đáng lẽ ra họ phải đáng chết, nhưng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã tha thứ cho họ vì Allah. Thì ngày hôm nay hãy tha thứ cho tất cả những người đã giận chúng ta, hoặc họ làm chúng ta giận. Chúng ta hãy tay bắt mặt mừng, chấp salam và chào salam đến với họ. Hai người giận khi gặp nhau, người nào chào salam trước đó là người tốt nhất đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala đấng tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, và cầu xin Ngài chấp nhận Ramadan của chúng ta bằng sự hài lòng và tha thứ của Ngài và rahmat của Ngài. Lại Allah, cầu xin Ngài tha thứ tất cả tội lỗi những người Muslimin nào hiện tại đang có mặt ở masjid này, và tất cả những ai nghe được cái lời lẽ này, cầu xin Ngài tha thứ hết tất cả tội lỗi mà họ đã phạm trước đây, dù nhỏ hay lớn, dù công khai hay là họ đã giấu kín một mình họ. Cầu xin Ngài hãy thoát giải thoát họ khỏi lửa ngục của Ngài, hỡi Allah. Và cầu xin Ngài hãy cho gương mặt của họ sáng ngời lên, và cầu xin Ngài hãy vui mừng lên vào ngày mà khi họ đối diện với Ngài, hỡi Allah, khi cái phần thưởng mà Ngài đã dành cho họ đang chờ đợi họ, khi tại vì họ đã hoàn thành bổn phận mà Ngài đã bắt buộc họ, hỡi Allah subhanahu wa ta'ala. Cầu xin Ngài ban cái rahmat của Ngài, hỡi Allah, xuống cho đám nô lệ đã đến đây, đã tập trung vào đây đang chờ đợi cái phần thưởng nơi Ngài. Cầu xin Ngài đừng bao giờ để cho họ thất vọng bất cứ cái gì nơi Ngài, hỡi Allah. Và cầu xin Ngài hãy đáp lại tất cả những gì mà họ đã cầu xin. Cầu xin Ngài hãy ban thưởng cho họ những gì mà họ đang mong muốn, và cầu xin Ngài hãy đáp ứng những gì mà họ đang mỏi mòn chờ trông, và cầu xin Ngài hãy ban cho họ sức khỏe và sự bình an, hỡi Allah. Và cầu xin Ngài hãy tha thứ cho tất cả những người Muslimin nào đã qua đi trước đám bề tôi, và cầu xin Ngài hãy thương xót họ và mở rộng quan hải hà của Ngài, và tha thứ cho họ dưới mộ của họ, và cầu xin Ngài hãy mở rộng mộ của họ. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu anna, Allahumma izzal islam wal muslimin wa damir a'da'ika a'da'ad-din, Allahumma ij'al hadzal balada mutma'inna wa sa'iral bilad muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma ansur muslimin fi kulli makan, fi Pakistan, fi Afghanistan, fi فلسطين وفي أركان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.